Bí quyết phát đại tài của thánh đầu tư Warren Buffett dành cho người chẳng có gì trong tay, hãy sử dụng vùng ngọt ngào của mình. Bí quyết của việc đầu tư chính là ngồi đó và quan sát hết quả bóng này đến quả bóng khác bay qua, chờ đợi quả bóng tốt nhất đến khu vực tấn công của bạn. Thần chứng khoán Warren Buffett là một người hâm mộ bóng chày, cầu thủ bóng chày mà ông rất hâm mộ là Ted William, tay đánh hay nhất trong lịch sử giải bóng chày nhà nghề. Ted là cầu thủ bóng chày duy nhất trong 70 năm qua đạt 400 lượt hit trong một mùa giải. Bí quyết để đạt được mức đánh trúng bóng cao của anh chính là đừng đánh mọi cú ném mà chỉ đánh những cú nằm trong vùng ngọt ngào. Tết chia khu vực đánh bóng thành 77 ô có kích thước bằng quả bóng chày và anh ấy sẽ chỉ vung gậy khi bóng tiếp đất trên ô thuận lợi nhất của anh ấy. Bởi lẽ vung vượt ô xấu sẽ làm giảm đáng kể tỷ lệ đánh trúng của anh ấy. Đừng đánh mọi cú ném mà chỉ đánh những cú nằm trong vùng ngọt ngào, Tết William. Những ô dễ đánh thành công được gọi là vùng ngọt ngào. Trên vật tennis cũng có một khu vực như vậy, nếu bạn sử dụng khu vực đó để đánh bóng thì đòn phản công sẽ nhanh, chuẩn và rất có lực. Chịu ảnh hưởng bởi Tết, Buffett đã áp dụng chiến lược đánh bóng trên sân bóng chày này vào lĩnh vực đầu tư và quản lý tài chính. Hãy quan sát kỹ và kiên nhẫn chờ đợi, lâu lâu bạn sẽ phát hiện ra một đòn đánh chậm, thẳng và rơi đúng vào vùng ngọt ngào yêu thích của mình. Khi ấy, hãy dồn sức lực và đánh một cú tuyệt đẹp. Buffett từng nói trong một bộ phim tài liệu rằng, tôi có thể thấy hơn 1.000 công ty, nhưng tôi không cần phải thấy tất cả hoặc thậm chí xem 50 công ty thôi cũng là không cần thiết. Bí quyết của việc đầu tư chính là ngồi đó và quan sát hết quả bóng này đến quả bóng khác bay qua, chờ đợi quả bóng tốt nhất đến khu vực tấn công của bạn. Hầu hết thời gian, khán giả trên sân sẽ không ngừng la hết, đánh đi, đánh đi. Nhưng đừng để ý đến họ, chỉ cần yên lặng chờ quả bóng xuất hiện ở vùng ngọt nào và bạn chắc chắn sẽ thắng. Tôi biết ưu điểm và vòng tròn những mối quan hệ của mình, tôi sẽ ở trong vòng này, không để ý những thứ bên ngoài vòng tròn đó. Việc xác định xem mình đang muốn gì, ưu điểm của mình là gì là rất quan trọng. Bí quyết của việc đầu tư chính là ngồi đó và quan sát hết quả bóng này đến quả bóng khác bay qua, chờ đợi quả bóng tốt nhất đến khu vực tấn công của bạn. Warren Buffett, hiệu suất đầu tư của Buffett là minh chứng rõ nhất cho những quan điểm của ông. Charlie Munger, đối tác và cũng là người bạn thân của ông cũng đã nói như này, nếu bỏ đi 10 khoản đầu tư thành công nhất của mình, tôi nghĩ chúng tôi sẽ chẳng là gì thời gian kinh nghiệm và chỉ số iq của con người đều như nhau bí quyết lớn nhất giúp các cao thủ làm tốt hơn người thường chính là sự tập trung hay khả năng định vị giá trị và dám lựa chọn đối với một người bình thường điều này thường đi ngược lại với bản năng của chúng ta trong một đội nhóm việc phát huy lợi thế vùng ngọt ngào của từng thành viên là rất quan trọng trong một bữa tiệc một vài ông chủ nói chuyện với nhau về công ty của mình một trong những ông chủ nói tôi có ba nhân viên có rất nhiều vấn đề tôi đang tìm cơ hội để sa thải họ một ông chủ khác hỏi tại sao vậy họ có vấn đề gì ông chủ thứ nhất nói một người suốt ngày ghét cái này cái kia kén cá chọn canh một người hay lo lắng luôn sợ trong xưởng xảy ra chuyện gì người còn lại thì khá hời hợt suốt ngày tìm cớ đi ra ngoài ông chủ thứ hai nói được rồi vậy thì giao cho tôi ba người này dù sao thì ông cũng sẽ sa thải họ mà đúng không ngày hôm sau ba người có vấn đề này đến công ty mới và xếp mới giao cho họ ba công việc người kén cá chọn canh chịu trách nhiệm quản lý chất lượng sản phẩm của công ty, người hay sợ xảy ra chuyện gì đó thì lo vấn đề an ninh, người thích tìm cớ ra ngoài thì lo quảng bá sản phẩm, đòi nợ, chạy ở ngoài cả ngày. Ba người này nghe vậy liền giơ ngón tay cái lên, ông chủ, anh giỏi quá và hưng phấn nhận công việc. Nhờ hiệu suất làm việc vô cùng tốt của ba người này, hiệu suất hoạt động của công ty cũng đã tăng lên một cách đáng kể. Donald Clifton, một trong những người sáng lập tâm lý học thành công, cho biết, trong mắt các nhà tâm lý học thành công điều quan trọng nhất để đánh giá một người có thành công hay không là xem anh ta có phát huy tối đa lợi thế của mình hay không bất kể doanh nghiệp hay cá nhân đều phải tìm cách tạo ra và sử dụng vùng ngọt ngào của mình tận dụng vùng ngọt ngào có thể khiến bạn cảm thấy như cá gặp nước